Hello. Vâng, xin trân trọng chào quý bạn và các vị. Đó thì tiếp tục chương trình chia sẻ các dòng sản phẩm hàng bãi Nhật Mỹ Đức thì hôm nay số phạm muốn lại về tiếp tục về hàng Nhật rất là nhiều luôn các bác nhá. Đó, đây. Hôm nay thì bên em về một cái lô lọ thả bồn cầu, hàng của Nhật các bác nhá. Đó, rất là chất lượng luôn. Đấy, hàng này thì hàng sản xuất tại Trung Quốc xuất cho Nhật các bác nhá. Đó. Cái này là viên thả bồn cầu cực kỳ là chất luôn. Đấy, lâu lắm rồi bên em mới về được một lô các bác nhá. Đấy, cái này thì bên em bán là 100k, tí nữa em sẽ giới thiệu chi tiết này. Đấy, rồi khò ga này. Đấy, và rất là nhiều các mặt hàng này, dây sạc các bác này, đó, dây sạc, băng dính này. Băng dính thì em sẽ quay luôn các bác này, đó. Băng dính thì lô này bên em về thì nó cũng màu mè như này các bác nhá. Thì bên em đang bán là 10k một quận này. Đấy, 10k một quận này, còn lại là các bác mua cân là 80k một cân các bác nhá, 80k một cân. Đấy là băng dính các bác nhá. Đấy thì bên em về rất là nhiều băng dính luôn. Hôm trước em có quay một cái video riêng đấy, khoảng cả mấy tạ luôn các bác nhá. Đó, hàng về rất là nhiều để phục vụ quý cô bác anh chị các bạn khắp mọi miền Tổ quốc các bác nhá. Đó. Các bác xem kênh thì đừng quên cho Phạm Huấn xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu các bác nhá. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái lọ thả bồn cầu các bác nhá. Đây, hàng thì hàng sản xuất tại Trung Quốc và xuất Nhật các bác nhá. Đó, đây, mã tem mã vạch các thứ đàng hoàng các bác nhá. Đấy, mã tem mã vạch các thứ đàng hoàng. Thì cái lọ này của nó khi mà các bác bóc cái này ra này, đấy, đây nó có hai cái lỗ các bác nhá, đây nó có hai cái lỗ. Ở trong này của nó là mùi bạc hà rất là thơm luôn. Đây, đấy nó là cái dạng hạt bột các bác nhá, hạt bột và mùi bạc hà rất là thơm. Đấy, và nó khi các bác dùng thì các bác xoáy cái nắp này ra cho em này, bỏ cái nắp này ra, đó, nó là dạng bột bạc hà các bác nhá, rất là thơm luôn. Đây các bác này, đấy, đây nó là dạng tinh bột bạc hà. Cái này nó là dạng viên đá cho nên là các bác sử dụng được rất là lâu. Đó thì các bác chỉ cần bóc cái giấy này ra là nó hai cái lỗ này nó sẽ nước nó ngấm vào và nó sẽ tỏa dần ra. Các bác dùng nó sẽ không bị hao nhiều. Đó các bác nhá, rất là ngon luôn. Đấy, cái này thì bên em đang bán là 100k một lọ này các bác nhá. Hàng chuẩn Nhật luôn các bác nhá. 100k một lọ này em cũng chỉ về được có 20 lọ thôi. Về không được nhiều các bác nhá, chỉ được có 20 lọ thôi. Cái này rất là hot luôn, lâu lắm rồi mới có hàng về. Hàng này là thanh lý siêu thị. Đấy, siêu thị họ thay đổi hoặc là đóng cửa cho nên là thanh lý thì mới có hàng. Mùi bạc hà rất là thơm luôn, các bác mà về là sử dụng là nghiện luôn các bác nhá. Đó, mùi rất là thơm, khi mình vào nhà vệ sinh thì nó giúp tẩy nhà vệ sinh này, khử mùi cho mình luôn. 250g, về các bác chỉ cần thả vào cái lọ bồn cầu là xong. Rất là ngon lành sử dụng luôn nhá, để hạn sử dụng 2025 này, đó các bác nhá. Đó, rất là tiện dụng luôn các bác nhá. Con này thì bên em bán là 100k, 100k một lọ này các bác nhá, 100k một lọ này. Lọ thả bồn cầu các bác nhá, 100k. Đấy, các bác dùng cái hàng của Việt Nam mình thì nó không ra gì đâu. Đấy, nó sẽ nhất rất là nhanh bị hết. Nhưng mà cái này các bác dùng một lọ này cho em thì phải nhà bác nào mà đi vệ sinh nhiều ấy là cứ phải cả nửa năm luôn. Đấy, còn bác nào mà dùng ít thì phải cả năm luôn. Mùi bạc hà rất là thơm luôn các bác nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là lọ thả bồn cầu các bác nhá, lọ thả bồn cầu. Đây, toilet này, clean này, làm sạch bồn cầu các bác nhá. Rất là vệ sinh luôn, sạch thơm các bác nhá. Cái này thì bên em bán là 100k. Đấy, các bác lên cho em là lọ thả bồn cầu 100k. Hàng rất là đẹp, chất lượng và xịn sò luôn. Đấy, 250g. Đấy, bột tinh các bác nhá, rất là chất luôn. Đó. Đây. Các bác nhá, đó đây. Hàng sản xuất tại Trung Quốc và xuất Nhật các bác nhá. Đấy, sản xuất tại Trung Quốc, xuất Nhật. Hàng quay lên có nào em nói thế luôn các bác nhá. Đấy, hàng này là hàng hiếm luôn, lâu lắm mới có hàng về các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên em lại về được một lô cái khò ga loại khò lớn các bác nhá. Khò đại các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là khò đại hoặc khò lớn. Khò này thì bên em đang bán là 170k, hàng nội địa Nhật các bác nhá. Đây. Đấy, made in Japan các bác này. Đây. Đấy, made in Japan, hàng nội địa Nhật. Dòng này là dòng tự đánh lửa các bác nhá. Đấy, dòng này là dòng tự đánh lửa cho nên là rất là ngon luôn. Về các bác sử dụng thì con này nó tự đánh lửa được cho nên là rất là ngon. 170k các bác nhá. 170k mà con này rất là ngon luôn. Đó, rất là ngon luôn. Đấy, cái này các bác điều chỉnh lượng gió này, lượng ga này, đấy các bác nhá, điều chỉnh lượng ga ở đây, to nhỏ ở đây. Đây. Hàng made in Japan các bác này. Đó. Chữ khắc chìm luôn. Đây. Rất là ngon lành luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái vòi nối này các bác nhá. Đấy, con này là cái vòi nối 50k một cái các bác nhá. Đó, 50k. Các bác lên mã cho em là vòi nối 50k. Đây các bác có thể là xoáy cái này để mình chỉnh chế độ vòi này, vòi hoa sen hoặc là vòi một tia này các bác nhá. Đó, con này thì các bác về các bác ví dụ như đây là cái vòi nước của nhà các bác này. Đấy, các bác chỉ cần cắm vào như này là xong. Đó, cắm vào như này là xong các bác nhá. Đấy, cái ống nước của nhà mình. Đây, ví dụ cái ống nước nhà mình các bác cắm vào như này là xong. Nó rất là tiện. Đây em đã cắm sẵn rồi cho em sẽ mô phỏng cho các bác xem nhá. Đó, bên em bán là 50k. Các bác lên cho em là vòi nối các bác nhá. Đó, đây, 50k. Vòi nối các bác nhá.
vòi nối, lên mã cho em là vòi nối cho nó dễ, vòi nối 50k các bác nhá. Đó. Đây đây, cái vòi này thì em đã đấu sẵn vào đây này. Đấy, em đã đấu sẵn vào đây rồi. Đây thì bây giờ em sẽ xả nước cho các bác xem nhá. Đây, xả nước thì nó có như này. Đấy các bác này. Đấy, nó sẽ ra vòi như này. Đây, các bác quan sát này. Đó, nó rất là tiện dụng luôn các bác nhá. Các bác có thể ngoáy đi ngoáy lại này, xịt rửa sân vườn này, thoải mái luôn các bác nhá. Chậu rửa, chậu giếc nói chung là rất là tiện dụng luôn. Tại vì nó cái này nó có thể đảo hướng được. Đây các bác có thể chuyển từ từ vòi sang tia này. Đấy, các bác muốn dùng tia cũng được mà dùng vòi cũng được. Nó đỡ bị bắn, dùng tia này nó không bị bắn này. Đấy, các bác dùng nó không bị bắn, còn dùng vòi này thì có thể nó sẽ bị bắn hơn. Thì tùy theo nhu cầu mục đích các bác nhé. Đó, mình sẽ sử dụng. Nhưng mà ưu điểm của nó là nó có thể di chuyển được đây. Đấy, ví dụ cái vòi bình thường thì các bác không thể di chuyển để rửa như này được đúng không? Đó, không thể ngoặt nó đi như này được. Đây như ví dụ em muốn rửa cái khoảng sân này là em ngoặt nó đi như này là xong. Nó rất là tiện các bác nhé. Phun xịt rửa thoải mái luôn. Đó, rất là tiện dụng các bác nhé. Đấy, con này của nó thì nó rất là đơn giản thôi. Đấy, về các bác chỉ cần xoáy vào như này là xong. Nó rất là chặt luôn. Đấy, nó có hít ở đây này. Đấy, có hít ở đây. Cho nên nó rất là chặt. Về các bác chỉ cần xoáy vào như này là xong. Đấy, nhà các bác đang sử dụng cái kiểu vòi như này hoặc là cái vòi lavabo mà dạng vòi như này thì chỉ cần xoáy vào như này là xong. Rất là tiện dụng luôn các bác nhá. Đây. Đấy. Ra tia nước rất là đẹp luôn, các bác thấy không? Đấy, rất là tiện dụng các bác nhá. Mà giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có 50k thôi các bác nhá. Đó, chỉ có 50k thôi. Đấy, các bác lên mã cho em là vòi nối các bác nhá. Vòi nối 50k. Đấy, 50k một con vòi nối này. Các bác dùng thì siêu tiện dụng luôn các bác nhá. Siêu tiện dụng luôn, vòi nối 50k. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con máy hút bụi mini các bác nhá. Máy hút bụi mini. Con này thì bên em đang bán là 250k một con này. Đó, con này các bác dùng thì rất là chất lượng luôn. Đấy, đây. Máy hút bụi mini các bác nhá. Đấy, con này các bác dùng rất là chất luôn. Đây. Đây, sản phẩm đây các bác nhá. Đó, đây. Đấy, sản phẩm đây các bác nhá. Rất là chất luôn, máy hút cực kỳ là khỏe luôn. Máy sử dụng pin sạc các bác nhá. Đấy thì về các bác có thể sạc pin vào là xong. Đấy, các bác sạc pin vào là xong. Bên em thì tặng kèm dây như này thôi. Tặng kèm dây này thôi. Đây, đây đầu cắm dây sạc đây. Tặng kèm dây như này, còn về các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Nhà nào cũng có củ sạc rồi. Đấy, còn nếu bác nào chưa có củ sạc thì mua cái củ sạc dây này cho em. U1 130.000. Đó, dây dài 1m3. Đây. Đấy, dây của nó là dây dài là 1m3 như này các bác nhá. Đấy. Đây, dây dài 1m3 như này. Đấy, U1 130.000 các bác nhá. Dây dài 1m3 như này. Về các bác cắm vào đây là xong. Đấy, cắm vào đây là mình dùng là rất là tiện nhá. Đấy, con này của nó thì vừa có ổ USB vừa có ổ điện luôn, hàng nội địa Nhật các bác nhá. Đó. Thì các bác dùng con này thì nó rất là tiện này. Đấy. Các bác xoáy ra nó rất là tiện luôn. Đó. Cái này của nó thì vòng tua của nó rất là khỏe luôn. Đấy, đây là một cái đĩa gạo này, em sẽ hút cho các bác xem nhá. Đấy, đĩa gạo đây, em sẽ hút trực quan cho các bác xem cho nó sinh động đây. Đấy, đây các bác chờ em tí em sẽ hút cho các bác xem cái đĩa gạo này nhá. Đây. Hết luôn các bác nhá. Đó. Hút rất là khỏe luôn đấy các bác thấy không? Đấy. Không còn hạt nào luôn, đấy các bác thấy không? Đó, đây. Đấy, nó hút hết cái đĩa gạo này luôn các bác nhá. Đấy, sau đó thì các bác ngửa lên như này và mình đổ ra thôi. Đây, đổ ra là xong. Đấy các bác thấy không? Đấy, máy hút bụi mini các bác nhá. Cái này thì các bác về các bác có thể là cái này nó là bằng lớp vải các bác nhá. Đấy, bằng lớp vải cho nên các bác có thể rửa thoải mái luôn. Đấy, rửa thoải mái luôn, sau đó các bác lắp vào. Dùng cái này em để quay cả tháng này rồi nhưng mà pin vẫn còn nguyên các bác nhá. Pin rất là khỏe luôn. Đấy, cái tiếng kêu của nó cũng rất là ác ôn các bác nhá. Đó, và các bác sạc như này là xong. Đây, các bác này. Nó hút rất là khủng khiếp luôn các bác nhá. Hút rất là mạnh luôn, các bác thấy không? Sạch không còn hạt nào luôn. Đấy. Những cái hạt gạo to như này mà nó còn hút được thì những cái hạt bụi thì quá là đơn giản các bác nhá. Đấy, tháo ra, đổ ra này. Đấy. Các bác đổ ra, sau đó thì mình vệ sinh đi là xong. Đó, vệ sinh đi các bác nhá. Sau đó thì lắp vào, nó rất là đơn giản các bác nhá, rất dễ sử dụng. Con này thì các bác dùng nó mini này. Thứ nhất là nó không phải cắm dây điện này. Thứ hai là các bác không phải mang vận chuyển đi dây dạ lằng ngoằng và luồn lách vào được những vị trí khó này, ví dụ như cái thảm này. Đấy, các bác cứ hút dần này là hết này. Đấy. Hút dần này là nó sẽ hết này các bác nhá. Đó. Đây các bác nhá. Đấy, như cái thảm này vậy này. Chỗ nào bẩn bụi các bác cứ đưa vào mình hút dần đi. Đó, mình hút đi là hết các bác nhá. Đấy. Bụi to bụi nhỏ bắn hết các bác nhá. Bắt hết luôn. Đấy. Bắt hết luôn. Đây. Đấy. Đây, bác quan sát này, em đổ ra cho các bác xem. Đây. Bụi to bụi nhỏ bắt hết này. Đấy, đây các bác thấy không? Bụi cát đây này. Đấy, bụi cát đây các bác thấy không? Nó hút vào đấy. Đây, bụi cát đây. Đấy, các bác thấy là nó rất tiện dụng luôn. Đó, rất tiện dụng luôn các bác nhá. Đấy, thì con này thì bên em đang bán là 250k. Đó, các bác lên cho em là máy hút bụi 250k, em chỉ có một mã máy hút bụi này thôi. Đó, đây.
250k máy hút bụi các bác nhá. 250k con này các bác dùng rất là tiện dụng luôn. 250k máy hút bụi. Đó. Rất tiện dụng các bác nhá. Đấy, tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn pin. Đấy, mã này bên em ký hiệu là đèn D1 các bác nhá. Đèn D1. Con này thì bên em đang bán với cái giá là 190k. Đấy, con này dùng rất là tiện luôn các bác này. Đó, đây. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đây, con này zoom ra zoom vào thì nó sử dụng cái lẫy như này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy lên đẩy xuống này là tạo được độ zoom rồi. Độ sáng của nó thì khỏi bàn rồi, em dọi các bác không thể trông thấy chữ đâu là biết cái độ sáng của nó các bác nhá. Đó, đây. Rất là sáng luôn các bác nhá. Đó, rất sáng luôn. Đấy. Thì con này là hàng nội địa Nhật các bác nhá. Đó, đây, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa Nhật các bác nhá. Rất là chất lượng luôn. Đó, thân của nó là hoàn toàn bằng nhôm hết các bác nhá. Hoàn toàn bằng nhôm hết. Zoom ra zoom vào rất là thoải mái luôn. Đó, đèn thì rất là sáng luôn các bác nhá. Đó. Con này thì bên em đang bán với cái giá là 190k. Đấy, có tặng kèm cho các bác đế sạc luôn các bác nhá. Đó, 190k một con này. Đây, đèn D1 190k. Đấy, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng nhá. Đèn D1 190k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái mic dây Nhật này. Mic dây Nhật các bác này. Đó, con này thì bên em bán là 400k bao ship các bác nhá. Đấy, từ mic đến dây đều là hàng nội địa Nhật hết luôn. Đấy, từ mic đến dây đều là hàng nội địa Nhật hết luôn. 400k bao ship đây. Hàng made in Japan các bác này. Đó, made in Japan đây. Đấy, trên thân mic cũng của hãng này. Đây, made in Japan này. Đấy, mic thì chạy cực kỳ là êm này, tiếng trong ấm tiếng này. Đấy, lẫy đẩy rất là ngon lành các bác nhá. Đây, hàng made in Japan các bác này, made in Japan. 400k bao ship các bác nhá. 400k bao ship cho bác. Đấy, rất là chất lượng luôn. Dây rất là mềm. Tổng chiều dài là 5 m các bác nhá. Tổng chiều dài là 5 m, hát cực kỳ là hay luôn các bác nhá. Hát cực kỳ là hay luôn. Đó, tiếng nghe đàm tiếng rõ ràng các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay. Đó là cái lô bánh xe Nhật này. Thì bên em vẫn còn hàng để phục vụ các bác nhé. Đó, bánh xe Nhật này thì bên em bán là 25k một cái các bác nhé. Đó, 25k một cái bánh xe Nhật này. Đây, bên em bán là 25k các bác nhé. Đó, 25k một chiếc các bác nhé. Đó, thì các bác lấy từ 10 chiếc trở lên thì bên em sẽ bao ship. Đó, hôm nay bên em có chương trình từ 10 chiếc trở lên là bao ship các bác nhé. Đó, 25k các bác nhé. Đó, 25k một chiếc này. Đấy, 25k. 25k từ 10 chiếc trở lên bên em sẽ bao ship. Đó. Tổng chiều dài chiều rộng của đường kính của bánh là 4 cm và tổng chiều cao của cả bánh là 5 cm. Bánh thì xoay 360 độ, có khóa cho các bác nhé. Đây, có lẫy khóa luôn. Hàng của Nhật thì các bác nói chung là khỏi phải bàn rồi về chất lượng. Đó, mỗi con này chịu tải được từ 5 đến 70 kg. Đó, các bác hàn một cái kệ 4 chân này sử dụng hai tạ thoải mái luôn các bác nhá. Bánh xe, đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bộ móng M1 này. Bộ này thì bên em đang có chương trình sale giảm giá. Đang bán là 130.000. Đấy, 130k. Hôm nay bên em sẽ giảm giá cho các bác còn 100k các bác nhá. Đấy, sale giảm giá 100k bộ móng này. Đấy, bao gồm là 3 cái bấm này. Đấy, 1, 2, 3 cái bấm, một cái kìm cắt ra, một cái kéo này. Đấy, và tất cả các bộ đây nhá các bác nhá. Đấy, bộ đây thì các bác sử dụng rất là tiện dụng luôn. Đấy, bộ bấm móng đây. Đấy, 100k các bác nhá. 100k. Giá thanh lý cho các bác luôn, rất là rẻ luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ vít xanh các bác nhá. Đấy, cái này các bác lên cho em là bộ vít xanh các bác nhá. Đấy. Vít xanh. Bộ này thì bên em đang bán là 100k. Đấy, 100k một bộ này. Con này cũng rất là tiện này, đây các bác nhá. Đấy, có cái đầu để các bác kết nối này. Đấy, các bác chọn một đầu tùy ý này. Đấy, đây là cái đầu nối của nó này. Đấy, các bác nối cái đầu này vào. Đây. Các bác nối cái đầu, ấn cái đầu này vào này. Đó. Ấn cái đầu này vào. Đó, sau đó thì các bác ấn vào đây. Đấy là mình xoáy sử dụng các bác nhá. Thì các bác có thể là zoom ra zoom vào thoải mái luôn hoặc là cho vào đây. Đấy, cho vào cái thân này. Đấy, để xoay, rất là tiện dụng các bác nhá. Con này thì bên em đang bán với cái giá là 100k một bộ này, 100k một bộ này. Bộ này thì nó là dòng mini thôi các bác nhá. Đấy, để các bác làm nghề hoặc sửa chữa rất là ok. Đấy, các bác lên mã cho em là vít xanh. Đấy. Vít xanh 100k các bác nhá. Đấy, vít xanh 100k. 100k một con vít xanh này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái tăng đơ. Hàng nội địa Nhật em đang bán là 240.000. Nay thanh lý giảm giá cho các bác còn là 200k. Đấy, con này của nó thì có đế sạc. Đấy. Có đế sạc, có cữ đây. Có tặng kèm cữ luôn các bác nhá. Đế sạc tặng kèm cữ luôn. Rất là tiện dụng đầy đủ cho các bác sử dụng này. Đấy. Nó sử dụng pin 16850. Cái pin này thì rất là dễ tìm, dễ mua, dễ kiếm thôi. Ở đâu cũng có, đây nhá. Sử dụng pin 16850 các bác nhá. Đấy, chỉ cần lắp vào như này là xong. Đó, lắp vào như này là xong. Rất là tiện và dễ sử dụng các bác nhá. Đó, lắp vào này là xong này. Đây. Đấy, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn các bác nhá. Đây, em sẽ test sản phẩm cho các bác xem luôn. Đấy, em sẽ cắt cho các bác xem cái lông chân bên em nhá. Đó,
cái này thì nó hơi khiếm nhã một tí thì mong các bác cũng hết sức thông cảm các bác nhá. Đây, đây là cái lông chân của em này, rất là nhiều lông luôn các bác nhá. Đấy, rất là nhiều lông luôn. Đây em sẽ cắt thử cho các bác xem. Đấy, đi một phát là sạch trắng bong luôn các bác nhá. Đó, sạch trắng bong luôn, các bác thấy không? Đấy, các bác có thể cắt xuôi cắt ngược đều được hết các bác nhá. Đó, cắt xuôi cắt ngược đều được hết. Đấy các bác xem. Sạch trắng bong chưa các bác thấy không? Đấy. Đây, cắt xuôi cắt ngược đều được hết các bác nhá. Đó, đẩy đi phát là sạch trắng bong luôn. Con này các bác dùng thì nó rất là tiện các bác nhá. Đấy, nó không ăn da các bác này. Đấy, đây. Các bác có thể chọc ngoáy như này bình thường thì mình dùng cho người già trẻ con đây em bổ vào như này nó cũng không ăn da. Cho nên nó rất là an toàn. Mình kể cả là thợ không quen vẫn cắt được. Đấy, không cần phải là thợ chuyên nghiệp vẫn cắt được. Đấy, thân vỏ của nó là hoàn toàn bằng đồng hết các bác nhá. Hoàn toàn bằng đồng hết. Đấy, không lo gì xét phần lưỡi thì rất là sắc bén luôn. Đó, đây các bác nhá. Đấy. Made in Japan các bác này. Đấy, rất là chất lượng luôn. Đó. Bộ này thì bên em đang bán với cái giá là 200k các bác nhá. 200k một bộ này. Đó, 200k một bộ này các bác nhá. Đó, 200k một bộ này, dây sạc, đế sạc các thứ đàng hoàng các bác nhá. Đó, rất là ngon lành cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái camera mô hình các bác nhá. Camera mô hình 160k một con này. Đó, 160k một con các bác nhá. Camera mô hình thì các bác sử dụng nó rất là tiện đây. Đấy, đèn rất là sáng luôn các bác nhá. Đấy, đèn rất là sáng luôn. Con này thì nó là dòng cam cảm biến các bác nhá. Con này thì nó có cảm biến các bác nhá. Đấy, ban đêm là nó sẽ tự lên luôn các bác nhá. Và nó có rất là nhiều chế độ sáng, các bác có thể điều chỉnh chế độ sáng ở đây. Đây, nó có cái đuôi đèn cảm biến này. Đấy, con này các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đó, thì con này bên em đang bán là 160k. Trên này nó có cái tấm pin năng lượng mặt trời là nó tự sạc luôn các bác nhá. Về các bác bóc cái dây bóng này ra. Đấy, con này thì mưa nắng thoải mái luôn. Cái tấm pin này nó sẽ tự sạc pin thôi. Các bác về không phải cắm điện không biết gì cả. Cứ thế là mình để cổng hoặc là chỗ nào mình sử dụng tùy ý camera mô hình. Con này thì nó là dạng mô hình, có thể chống trộm được luôn. Đó, nó rất là tiện dụng các bác nhá. Đây, nó có cả điều khiển đây. Đấy, có cả điều khiển này. Đấy là các bác sử dụng nó rất là tiện các bác nhá. Đây. Đấy, điều khiển các bác bật on up ở đây, nó rất là tiện dụng luôn các bác nhá. Đấy, ở đây thì em đang sử dụng nó là ban ban đêm, ban ngày cho nên là nó sẽ không được đây các bác nhá. Đấy, đây. Up là tắt này, on là bật này. Đây, điều khiển đây. Đấy, đây các bác nhá. Rất là sáng luôn. Và các bác có thể chọn các chế độ đây này, sáng mạnh này, sáng vừa này, sáng yếu này các bác nhá. Sau đó thì mình sẽ dùng điều khiển để tắt bật này. Đấy. Và có thể dùng chế độ đây 1, 2 và 3 các bác nhá. Đó. Chế độ 1 này, chế độ 2 này, đấy, và chế độ 3. Bấm điều khiển ở đây, on đây, up đây các bác nhá. Rất là tiện luôn. Đó. Thì nó có hệ cảm biến các bác nhá. Đấy, ban đêm thì nó sẽ tự bật cho các bác luôn, hoặc là các bác có thể sử dụng điều khiển như này. Nói chung là rất là tiện dụng các bác nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đấy, có điều khiển luôn cho các bác nhá. Đấy, con này thì bên em đang bán là 160k, camera mô hình các bác nhá, camera mô hình. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái cặp dao hàng của thương hiệu Sato Japan, hàng nội địa Nhật các bác nhá, Sato Japan. Thì con này lưỡi dài là 23 cm, tổng chiều dài của dao là 38 cm. Dòng này là dòng dao dài các bác nhá, dòng dao dài dùng cực kỳ là ngon luôn các bác nhá, dòng dao dài dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, còn con này thì nó dài hơn một chút. Con này thì phần lưỡi của nó là dài 26 cm và tổng thể chiều dài của nó là 40 cm. Đấy, nếu các bác mua cả hai con như này là bên em sẽ bán là 500k bao ship các bác nhá. Đấy, còn mua lẻ thì từng con một. Con K38 này là 260 và con K40 này là 280 các bác nhá. Đó, 260 và 280. Đây em sẽ test xem dọc giấy cho các bác xem nhá. Đây, đây các bác này. Đó. Dao thì chất lượng của dao thì nói chung là các bác khỏi phải bàn rồi. Dọc giấy mà như này thì là các bác biết nhá. Đấy. Không những là dọc thẳng như này thì nó là quá bình thường rồi. Đây, em sẽ đi ngoằn nghèo cho các bác xem này. Đấy. Đấy, nó còn đi được cả ngoằn nghèo như này là các bác biết là chất lượng của dao rất sắc luôn các bác nhá. Đấy, không phải con dao nào cũng dọc được như này đâu các bác nhá. Đấy, còn nếu mà dọc thẳng như này thì nó quá là đơn giản các bác nhá. Dao rất là sắc luôn. Đó. Đây, rất sắc luôn. Đấy, các bác cẩn thận đứt tay các bác nhá. Đó. Khâu đầu các thứ đúc liền, rất chất luôn. Đấy. Con này là 260k các bác nhá. Đấy, còn con này là 280k, hàng của Sato Japan quá này. Đấy, Sato Japan quá nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy tỉa lông mũi các bác nhá. Đấy. Máy tỉa lông mũi đây. Thì con này là hàng của Đức các bác nhá. Bên em bán là 100k một cái. Đây, máy tỉa lông mũi, hàng của Đức 100k một cái. Con này các bác dùng thì nó rất là tiện rồi. Đây, em sẽ mô phỏng cho bác xem bằng việc là em sẽ tỉa cái lông của cái chổi sơn này. Tỉa cái lông của cái chổi sơn này. Đây các bác nhá. Đấy, em sẽ đặt lên đây em tỉa này. Đây các bác nhá. Đấy, đây, đây. Rất là tiện luôn các bác nhá. Đó, thì các bác mô phỏng đây là lông mũi của mình thì các bác tỉa nó thôi. Đây. Đấy, em tỉa nó đứt ra đây này các bác này. Đấy, các bác trông chưa?
đây nó đứt ra đây, đấy các bác trông chưa, đó đây rất là rõ các bác nhá, đây nó đứt ra đây này các bác này, đó. Đây các bác nhá, đấy các bác này, đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Thì con này thì bên em đang bán là 100k một con các bác nhá, 100k một con này, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn, 100k một con này các bác nhá, 100k một con, máy tỉa lông mũi các bác nhá. Đây thì cái cơ chế hoạt động của nó như này, ở bên trong nó có một cái hệ thống lưỡi cắt và nó sẽ xoay đảo chiều nhau. Đấy các bác thấy không? Đây, để em lấy nét cho các bác xem này. Đấy. Đấy, nó sẽ đảo chiều nhau các bác nhá. Nó đảo chiều nhau. Thì nó sẽ cắt thôi, nó rất là đơn giản các bác nhá, rất dễ sử dụng. Thì cái con máy tỉa lông mũi này bên em bán là 100k một con các bác nhá, 100k một con. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái môi sới cơm, hàng made in Japan. Con này thì nó có phủ bạc các bác nhá, phủ bạc để các bác sử dụng nó không bị chất nhựa nó ảnh hưởng đến sức khỏe các bác nhá. Đó, nano phủ bạc AG đây. Đấy, 60k các bác nhá, 60k một cái các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bộ bấm móng tay. Bộ này là bên em ký hiệu là bộ M3. Đấy, bộ này thì nó có 3 móng các bác nhá. Em đang bán 250.000. Chi ân giảm giá cho các bác còn là 230k các bác nhá. Đây, đấy, đây. Còn nó có 3 cái luôn các bác nhá. Đấy, một cái to, một cái nhỏ và một cái cắt khóe này. Hàng thì cực kỳ là chất luôn các bác nhá. Đấy, chuẩn chất Nhật, chuẩn chất Đức luôn. Đó. Hàng của thương hiệu Winling các bác nhá. Hàng thương hiệu Winling, hàng cực kỳ là chất luôn. Con này thì bên em đang bán với cái giá là 230k, 250 giảm giá cho các bác còn 230k các bác nhá. Còn 230k. Đấy, hàng của thương hiệu Winling hai hình người các bác nhá. Winling hai hình người. Đó. Còn cái bộ này thì bên em ký hiệu là bộ M5. Bộ M5, bộ này thì nó chỉ có một cái thôi. Một cái thôi các bác nhá. Đấy, một cái thôi cho nên các bác dùng rất là tiện. Bộ này thì có một cái móng và một cái khuy này. À, một cái để các bác mài này, rũa móng này, đó, rũa móng này. Đấy các bác nhá. Con này thì bên em đang bán với cái giá là bộ M5 140k, 140k bộ này các bác nhá. Đó, 140k bộ này các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái máy xay tỏi ớt này. Đấy các bác chỉ cần là cho tỏi ớt vào đây là mình xay đi là xong. Rất là tiện các bác nhá. Máy xay tỏi ớt này thì bên em đang bán là 160k một con các bác nhá, 160k một con. Máy xay tỏi ớt này. Đấy, các bác cứ thế là sử dụng thôi. Đấy, cho tỏi, cho ớt, cho hành, cho tiêu vào đây. Đấy, thế là mình xoay đi là xong các bác nhá. Đó. Bánh xe, bánh răng thì rất là sắc luôn. 160k, máy xay tỏi ớt các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái vít V15. Bên em đang bán là 250. Chi ân khách hàng giảm giá cho các bác là còn 220k. Đấy. Đây các bác này. Đấy, ở đây thì nó có là 1 2 3 4 5 6 7. Mỗi bên 7 như này là tổng của nó là có đi 14 đầu vít này. Đấy, 14 đầu vít. Đây. Cái này các bác có thể sử dụng xoáy đa di năng được luôn. Đấy, đây con này của nó thì có thể đảo chiều các bác nhá. Đó, đảo hướng được luôn. Đấy, đảo hướng được luôn. Các bác dùng rất là tiện này. Đấy, có thể đảo hướng được luôn các bác nhá. Đấy, con này thì bên em đang bán với cái giá là 250 giảm giá cho các bác còn 220k các bác nhá. 220k con này. Đấy, đảo chiều luôn các bác nhá. Có hai chế độ. Chế độ ở giữa là xoáy tự động, xoáy bình thường này. Đấy, sang bên phải là xoáy sang bên phải là xoáy vào này, sang bên trái là xoáy vào, bên phải là xoáy ra các bác nhá. Rất là tiện luôn. Đấy. Một cái đầu tua vít như này nhưng mà nó có tới là mười mấy mũi thì các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đấy, các bác ấn vào như này là xong. Đấy. Đẩy ra hết cũng được mà đẩy ra một cái cũng được. Đó, rất là tiện dụng luôn các bác nhá. Đó. Thì bác lên cho em là V15 200k, V15 200k các bác nhá. V15 200k. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái thìa của Đức này, bên em bán là 40k một cái các bác nhá. 40k một cái thìa. Đó, còn cái môi này thì bên em bán là 100k một con môi này các bác nhá. Hàng đều là của thương hiệu Winling hết. Winling này là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng các bác biết rồi. Đó. Rất là nổi tiếng các bác biết rồi. 40k một con này các bác nhá. Đấy, còn con này là 100k. Môi thì cực kỳ là sâu lòng luôn các bác này. Đấy, cực kỳ là sâu lòng luôn. Cho nên là các bác sử dụng nó rất là thoải mái luôn. Môi sâu lòng. Đấy, múc cực kỳ là ngon. Inox 304, SUS 304, quy chuẩn quốc tế các bác nhá. Cực kỳ là ngon luôn. Mua một con môi này các bác dùng cả đời luôn, không phải nghĩ. Rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, phần thiết kế của nó cũng rất là sạch sẽ, rửa thì cần vuốt này là xong. Có thể treo lên khuy này các bác nhá. Đấy, có khuy treo luôn. Rất là tiện dụng các bác nhá. Con này các bác còn sử dụng có thể để đập đá được luôn. Đó, các bác sử dụng đá khay, đá ghiếc cần đập sử dụng con này cho em. Rất là tiện các bác nhá, không bao giờ lo sợ bị lồi lõm. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bút thông mạch các bác nhá. Đó, bút thông mạch. Đấy, bút thông mạch đây. Đấy, con này thì bên em đang bán với cái giá là 110k một con này các bác nhá. Đấy.
con này các bác có thể vừa để đo điện này, vừa để đo thông mạch được luôn, nó rất là tiện dụng thôi nhá. Đó, rất là tiện dụng luôn. Đấy, rất tiện dụng cho các bác sử dụng. Đấy, con này thì bên em đang bán là 110k một con này các bác nhá, 110k một con này. 110k một con này các bác nhá. Đó, 110k một con. Thì nó cũng rất là tiện dụng cho các bác sử dụng nhá. Đó, 110k một con. Rất tiện cho các bác sử dụng luôn. Đó. Tiếp theo thì em thanh lý cho các bác mấy con dao đây. Đấy. Em còn cái mã D1 và D2. Đấy, D1 thì em đang bán là 240, thanh lý cho các bác là 200. Đấy, 200 một con này. Hàng made in Japan các bác này. Đấy, Tomahaga. Em chỉ còn mỗi loại 3 con nữa thôi, thanh lý cho các bác là 200k một con các bác nhá, 200k một con. Đấy, con D1 và con D2 đang bán là 250. Thanh lý 230, hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác là đều là 200 một con hết. Đấy, con D1 cũng 200 và D2 cũng 200. Mỗi loại là còn 3 con nữa. Bác nào nhanh thì được các bác nhá. Dòng này của nó thì cũng siêu sắc bén luôn các bác nhá. Đó, dòng này của nó thì nói chung là chất dao Nhật thì các bác không phải bàn rồi. Đây, rất là sắc luôn các bác nhá. Đó, rất sắc luôn. Đấy, thì em chỉ còn có mấy con đấy thôi. Mỗi loại 3 con thì thanh lý nốt cho các bác. Đây, một số hotline của em đây các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái đèn sông tinh dầu các bác nhá, đèn sông tinh dầu. Đấy, bên em chỉ tặng kèm dây như này thôi. Còn về các bác cắm vào cái củ sạc nhà mình các bác nhá. Đấy, cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình hoặc là mua cái ổ U1 em đang quảng cáo các nhá. Đó, thì con này thì bên em đang bán là 160k đèn sông tinh dầu các bác nhá. 160k đèn sông tinh dầu. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái vòi hoa sen này. Đấy, vòi tắm hoa sen. Đấy, con này rất là tiện, có cánh quạt để tăng áp này. Đấy, rất là khỏe luôn và có lẫy khóa ở đây luôn các bác nhá. Đấy, các bác có thể khóa trực tiếp ở đây. Rất là tiện dụng luôn. Đó, rất là tiện dụng luôn. Thì em sẽ bật cho các bác xem. Đó, bật cho các bác xem 160k một con này các bác nhá. 160k một con. Đó. Đây các bác nhá. Đấy, đây cái vòi này các bác quan sát này. Đấy. Khi em bật nước lên này, đấy các bác thấy không? Đấy, cái này nó sẽ quay này, đấy nó sẽ quay. Thì nó sẽ ra cái tia nước như này, đây các bác quan sát này. Đó, nó sẽ ra cái tia nước như này, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, tia nước xoáy này, vòng xoay này, đấy tăng áp lực của nước các bác nhá. Đây các bác có thể khóa trực tiếp ở đây luôn, khóa trực tiếp ở đây luôn. Đấy, mở ở đây luôn này, đấy rất là tiện luôn các bác nhá. Đấy, và các bác có thể điều chỉnh áp ở đây, to nhỏ điều chỉnh áp ở đây được các bác nhá, rất là tiện dụng luôn. Đấy. Đây các bác nhá. Nó cánh xe bánh cái cánh quạt này của nó quay. Đấy, nó giúp tăng áp lực của nước và khi mà nước nó ra ấy, thì nó tạo cái tia như này các bác nhá. Tạo cái tia như này. Thì cái tia như này khi các bác tắm thì massage cơ thể rất là tốt, tạo thư giãn cho cơ thể các bác nhá. Rất là tiện dụng luôn. Các bác có thể khóa trực tiếp ở đây cũng được hoặc là khóa ở cái vòi này cũng rất là tiện các bác này. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Đấy, tia nước thì tia xoáy dạng lưới này các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Ở đây thì nó có cái bộ lọc than hoạt tính nữa thôi nhá, rất là vệ sinh để nó lọc nước cho các bác luôn. Đó, thì con này bên em đang bán là 160k một con này các bác nhá. Đó, vòi hoa sen 160k. Sản phẩm còn rất nhiều, em xin dừng video tại đây. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại quý bác anh chị ở video lần sau.